Rồi bữa nay giao xe ben luôn các anh em ơi. Xe ben giao về Tây Ninh nha các anh em. Các anh em nào có nhu cầu thì liên hệ xuống gọi nha. Rồi hiện nay là đang lên xe các anh em ơi. Đang lên xe các anh em. Rồi xe này giao về Tây Ninh nha các anh em. Còn nếu anh em nào có nhu cầu xài xe ben hay hoặc cụ kéo lúa hoặc là dàn sới thì liên hệ số điện thoại nha. Số điện thoại là 0944 082 448 mà các anh em. Còn địa chỉ thì ở ngã ba Lộ Tẻ. Rồi giao máy luôn các anh em ơi. Vừa giao kéo rồi vừa mà xe ben luôn nha các anh em. Xe ben thì đi trước rồi. Còn này là cổ kéo vừa cho nó đi theo sau luôn. Thì giao về Kiến Tường Long An nha các anh em. Còn xe ben thì giao về Tây Ninh. Kiến Tường Long An các anh em.
anh em nào có nhu cầu xài vàng sới hay hoặc cụ cháo lúa hay hoặc là xe ben thì liên hệ số điện thoại nha các anh em. Còn ở tại tiệm thì hiện giờ còn một chiếc xe cụ cháo lúa nữa nha. Thì anh em nào có nhu cầu xài liền thì cứ liên hệ số điện thoại thì ông anh báo giá rồi sẽ mua nha các anh em. Còn xe này thì giao về các tường tỉnh Long An nha các anh em. Còn chiếc xe ben thì giao về Tây Ninh. Thì các anh em nào có nhu cầu xài thì cứ liên hệ số điện thoại. Các anh em ơi, các anh em nào có nhu cầu xài liền thì liên hệ số điện thoại nha. Bấm. Các anh em nào có nhu cầu xài liền thì liên hệ số điện thoại cũng có chiếc cụ kéo lúa còn nha các anh em. Còn xe này thì giao về Long An rồi các anh em ơi. Xe này là khách về chở dưa các anh em. Rồi mình kết thúc video nha các anh em. Hẹn lại video sau nha. Còn các anh em nào có nhu cầu xài liền cổ kéo thì còn chiếc cổ kéo nha. Còn số điện thoại là 0944082448 nha các anh em. Còn tiệm máy là Di Ăn nha. Ở ngã ba Lộ Tẻ. Đường ngã ba Lộ Tẻ đường về Chi Tôn nha các anh em. Đường về Chi Tôn cách ngã ba có khoảng 1 cây số nha. Rồi. Chào tạm biệt các anh em. Hẹn lại video sau nha.